Đài Phát thanh Vĩnh Long, chương trình sân khấu truyền thanh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình sân khấu cải lương của Đài Phát thanh Vĩnh Long hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức vở cải lương Sài Gòn Thác Bạc của soạn giả Thu An, với phần tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ Hùng Cường, Hữu Phước, Hà Bửu Tân, Ngọc Hương, Bạch Tuyết, Diệp Lan, Ngọc Lan, Hoàng Giang, Thanh Việt và một số nghệ sĩ khác. Bây giờ mời quý vị và các bạn bắt đầu thưởng thức vở cải lương Sài Gòn Thác Bạc của soạn giả Thu An. Sài Gòn ơi, nơi muôn màu, Sài Gòn xa hoa, Sài Gòn cam go, Sài Gòn ăn chơi. Sài Gòn ơi, Sài Gòn vui, chen bao tiếng khóc thầm đâu đây. Sáng giờ tôi bộ mệt nha chị Giao. Ai đó? Giao. Ủa, Nhu. Dạ chào cô Mai. Bộ kiếm chị đó hả? Dạ, tôi đưa ông chủ lại hãng là thấy có ổi này ngon quá tôi mua cho vợ tôi. Ủa, bộ chị Giao ấm ngán rồi đó hả? Ổi này cưng. Anh đẹp tiền quá à. Để mà nhà xe tối đưa em ăn cũng được hả? Thì anh sợ em thèm bất tử. Thôi anh ơi, để đó đi. Rồi lo đem xe đi rước ông chủ về đi. Ừ. Giao à, anh nói thiệt nha. Sao anh thương em quá hà Giao? Trời đất, vợ chồng ăn ở với nhau đã sắp cua cung rồi mà anh nói mãi chữ thương. Nếu mình không thương nhau sao em có thai như vậy? Anh bữa nay sao kiểu còn nói những lời rất là có gì đâu, thì tại anh thấy thương em, làm việc thêm quá nhiều mà không có đến một mái nhà để gia đình mình nương náu. Ba cũng làm chung với mình, ăn ở luôn đây với chủ. Dạ cô Mai tốt quá, cô Mai nói vậy chứ tôi thấy ăn ở luôn đây thiệt ngại quá. Ba tôi hay say sưa rồi ăn nói bích lòng. Chị khéo lo à. Thôi thôi anh đi nghe Giao. Dạ chào cô Mai. Cô Mai, anh Nhu làm kiểu gì bận bịu như sắp đi xa vậy? Tại cái tánh của anh vậy đó cô Mai à. Mai, có ba ở nhà không? Kìa chị Hương về. Có anh ba về không chị? Dạ chào cô ba. Phần cô Giao cứ lo đánh máy đi, để tôi nói chuyện với em tôi. Ngồi đi chị Hương, chị Giao rót nước giùm em đi. Phải ngồi, khỏi rót nước. Bây giờ em vô em mở tủ sắt của ba đó lấy 100 đem liền đi mau, để cho kịp xài bữa nay. Có việc gì mà gấp thế kia, chị ở đây đợi ba. Bữa nay kẹt quá, chị mới cần tiền. Nhưng tủ sắt của ba, em mở không có ra. Nếu em không mở được thì em đưa cho chị mượn đỡ cái chi phí 100.000 không đề tên của ba viết sẵn để trên bàn kia. Cũng được, ba ký sẵn để đưa cho bác Ninh đó. Nói vậy em không đưa chị mượn hả? Dạ em không dám. Không dám thôi, chị về. Chị giận sao chị Hương? Ai đó? Mời vào. Dạ, dạ chào bà. Dạ chào cô Mai. Dạ bà là ai, đến có việc chi à? Tôi là người nhà của ông Ninh, đến nhận chi phiếu 100.000 đồng. Có danh thiếp của ông Ninh đây. Dạ, ba cháu có ký sẵn chi phiếu 100.000 để trong phong bì cho bác Ninh đây, xin bà nhận. Được, tôi nhận chi phiếu được rồi, lấy phong bì chi. Thôi chào cô. Cô Mai, tôi xem tướng bà này giống như là
có điện thoại kìa cô Mai. Alo, ai đó? Dạ, dạ phải. Hả? Ông nói ba tôi bị bắt cóc. Alo, ông. Alo, alo. Nói chuyện với ai vậy Mai? Kìa, ba về. Ờ, mày làm gì ngó tao dữ vậy? Trời ơi, vậy mà họ nói ba bị bắt cóc. Bắt cóc ba? Trời ơi, chú mẹo gạt đời con tao. Dạ, quen đi. Ngó chừng tao cho kỹ nha. Ê, trời, ai đó đứng lại. Trời ơi, coi chừng chết tao mẹo ơi. Dạ thưa ông chủ, không có chi. Con chó bẹt rè mà em tưởng đó là thích khách. Thôi mày gạt đời con cái kiểu đó thì chẳng khác nào mày ám sát tao. Tao đã sợ mà mày làm tao điên đầu. Dạ tại em mới rút vào ngầm, còn chó chạy làm em hết hồn. Thiệt ba làm con cũng giật mình, vậy mà xin gạt đời con. Ông chủ biểu chớ tao xin hồi nào. Cô giàu nói tôi nghe có lý, chú mà còn gạt đời co chắc có ngày tôi rớt tim ra. Và tại sợ ý chứ em gan cùng mình. Thôi kể từ nay chú khỏi gạt đời co. Dạ tội nghiệp em mà ông chủ. Cô giàu dẫn ba của cô ra nhà sau gạt đời bếp cho tôi. Rồi telephone nữa, kêu hâm bắt cóc nữa hàng chi đây. Alo, ai đó? Nữ thì tiếp, nam thì xin lỗi nha. Alo, ai đó? Có phải ông Bành Kiên đó không? Ờ phải. Ủa mà không phải, tôi là tía của Bành Kiên. Alo, mà ai đó? Em là Lài, Bãi Lài đây. Alo. Ủa em Bãi Lài yêu quý của Kiên đó hả? Kiên ơi. Ôi. Lài nhớ Kiên thấy mồ à, mà không qua thăm. Bộ Kiên không nhớ Lài ha. Vậy qua thăm Lài và đem cho Lài 200.000 đánh sập xóm nghe. Alo. Dư sức qua cầu, đi liền lập tức. Alo, để nghe. À, có gì vui mà săn sái quá vậy ông Kiên? Kìa, cậu anh anh. Dạ. Mày qua xin báo tin mừng. Cô bả Lại dễ thương hết sức. Tâm việc cũng nhà cậu Ba Ninh. Vậy chắc là ông không quên 100.000 đồng để cho ông Mai á. Có cho tôi viết sẵn chi phiếu để trong phong bì, đợi cậu qua đây xin giao cậu. Vậy à? Dạ cảm ơn không. Tôi cảm ơn cậu mới đúng chứ. À khoan, ông Kiên. Có gì vậy cậu Ba? Ông đưa tôi một phong bì không có ruột. Ủa, có lý nào? Thôi đi, anh đừng làm bộ tịch với Ba Ninh. Khi anh đã cố tâm xí gạt đổ ngã bay ra anh làm màu kinh ngạc. Tôi đâu dạy thờ ngu xuẩn hơn anh. Cậu Ba, xin cậu Ba đừng có nghĩ quý con tôi. Tôi biết rõ ràng chi phiếu 100 rồi đã vào phong bì cẩn thận đề tên. Là thằng tỷ phú giàu có hơn người mà búng xỉnh hơn ai. Nợ ngay chuối gạt 100.000 với kẻ mai dâm, chính anh đã tự mình chuốc họa vào thân. Cậu Ba, cậu Ba đừng rút súng để tôi biên liền chi phiếu kết cho cậu Ba. Đúng 100.000 không thiếu một xu. Không, anh phải bồi thường 1 triệu cho tôi. 1 triệu? Cậu Ba đừng nói chơi. Đây là số tiền bồi thường thiệt hại 1 triệu đồng hay là tính mạng của bên kia. Dạ dạ dạ, dạ thôi thôi thôi, để tôi biên liền 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 1 triệu. À, đâu? À đúng rồi. Vậy là anh em mình vẫn vui vẻ với nhau. Dạ vẫn vui vẻ với nhau. Coi như không có việc gì xảy ra hết. Dạ không có gì xảy ra. Thôi từ giả tôi về nha. Dạ thôi từ giả. Bị mất 100.000 rồi mất luôn 1 triệu, chắc cũng do một tay thằng Ba Ninh này không nhận thua kêu cò bót. Alo, phải thầy Nam đó không? Dạ tôi là Bành Kiên đi. Dạ mời thầy qua gấp giùm tôi. Dạ về cái vụ tôi bị lường gạt 1 triệu mốt, dân tại nhà tôi. Cảm ơn. Bà nói gì bị ai lường gạt đó? Ai chốt mất tấm chi phiếu 100.000 bao hại cô có cho thằng Ba Ninh nó làm tiền ba 1 triệu. Tấm chi phiếu con đưa cho bác Ninh rồi mà, có danh thiếp nè. Ủa sao lạ vậy cả? Ai tới đây? Cô giàu có biết không? Dạ hồi nãy con thấy có 2 người đàn bà. Người thứ nhất là cô Ba Thúy Hương, là con ông chủ tới đây. Lát sau rồi con thấy thêm bà kia tới chuyện trò với Mai.
tôi nóng nghe quá trời, còn nuôi màu cho rồi xem cái nào đến nhận tiền tôi. Còn thấy bà ấy mập bằng ba, thôi em chưa vô tao thêm nóng ngao đập cái mình quá đi. Xin ông bớt lo theo con, nếu ra chẳng phải người lo đâu. Bà ấy dáng mập mạp tròn vo, dường như có giao thiệp cùng ba. Chờ có xia hãy nói gấp tên họ là chi, để con nhớ tên bà kia. Con biết tên bái lại, nếu đúng tên bái lại thì chết bành kiên. Biết bể lại thì tố cáo dễ, chứ sao chết ba? Để con kêu điện thoại. Tao nói kẹt mà kêu cái gì? Rồi khỏi kêu họ cũng tới. Dạ xin mời thầy Nam vào. Ủa chú Phó? Phải, tôi là Phó Thợ Chụp Hình, mà cũng là người của thầy Nam đến đây vì vụ bị lường gạt. Dạ không có, tại tôi tính lộn sổ chứ không có chi. Dạ xin cảm phiền. À, nếu không có gì thì tôi đi. Dạ, dạ có. Có cái gì? Ai hỏi mày? Đi lên lầu với tao. Cô Giao tiếp khách giùm tôi. Dạ. Xin chị thưa lại với ông chủ, tôi đi lo việc khác. Ủa, có ai đi với thầy Phó in là? Dạ phải, đó là anh Nhu. Tôi quên, xin phép chị cho tôi đưa anh đi chơi. Anh Nhu, sao trưa nắng mạnh cho áo mưa kỳ vậy? Dạ đó là... Để em cất áo mưa cho. Không, không, kìa, đưa mưa đi. Tại sao? Sao vậy nè? Tại sao anh Nhu tôi bị trói thầy Phó? Xin lỗi chị, tôi bắt anh Nhu vì một vụ giết người và buôn bán phiện lậu khổng lồ. Phải, nghĩa là anh sẽ bị tù đày biệt xứ, rồi em phải sống làm sao với nỗi thẹn niềm đau trong cảnh bơ vơ nơi xứ lạ quê. Và miệng đời mai mía dở thành anh ơi, chắc là anh hết thương em nên mới hành động như tên cường đau. Anh muốn giết em bằng sự khổ đau tuổi hồ sẽ truyền miên dài xéo quãng đời thương. Giao ơi, em hãy miệt khinh phỉ nhổ anh đi, em cứ nguyện rùa anh thật nhiều đi. Hồi trước anh có mang ai tiền ăn, nhưng khi gặp em anh đã cắt tay thầy lương thiện làm ăn. Không ngờ anh vẫn vì ham tiền mà trở thành gian ác. Phải, anh vì tiền, anh chỉ cần tiền để có được một mái nhà hẩm hiu cho vợ anh nương ngủ. Dù biết rằng miệng đời sẽ miệt kinh sĩ giá, còn tấm thân anh có phải chịu mấy mươi năm biệt xứ lương đài. Và duyên nợ của đôi ta chắc cũng nghĩ thầm lặng rã rời, nhưng anh không sợ không buồn nửa cuộc đời tồi tệ của tên Nhu, vì anh đang nghĩ đến một tương lai, đó là cái bào thai trong bụng mẹ. Anh sợ nó không nhà và thất y học, rồi sau này nó đi quan hư hồng. Cảm ơn anh đã biết nghĩ tới con anh đang nằm trong bụng mẹ, nhưng tiếc rằng anh đã uống đúc giọt máu kia bằng ý tưởng bất lương. Dạ ơi, em cứ chửi anh đi, em cứ chửi anh là kẻ bất lương khốn nạn, nhưng anh xin em hãy ráng mà thương con bằng tình cảm thiết tha lương thiện chân thành. Hãy bôi xóa tên Nhu như vùi
khi con nó lớn lên nó có hỏi ba con đâu má, thì em cứ bảo rằng ba con đã chết từ lâu rồi. Ba của con hiền hậu siêng năng, con phải ráng mà nói gương tốt. Em nên nói những gì cao đẹp để cho con mình hữu dụng lúc đi thành nhân. Nghĩa là tôi phải nói sai sự thật, phải chôn vùi nguồn gốc của con tôi. Hiện tại đã hư hỏng rồi, hãy dung bông tương lai. Chỉ vì vậy mà anh bó tay chịu tội. Lời lẽ anh như là hy sinh cho con kẻ, nhưng sự thật thì anh hủy hoại tương lai. Anh không thương mẹ con mỗi những ngày mai, biết sống nổi để đợi chờ thái sang, hay sẽ chết vì cô buồn bất lân khi quãng đời thưa. Đủ lắm rồi, thôi chị cũng đừng buồn nha. Anh Nhung, chúng ta đi. Dương Dương, Dương, anh đi nghe em, vĩnh biệt em. Anh Dương, anh Dương ơi. Chị Dương, có tôi đến đây thăm chị và trao cho chị hộp thuốc của anh Nhung. Đừng, đừng ai nhắc tới tên Nhung, vì tôi không muốn nghe tên ấy nữa. Chị dâu, xin khuyên chị đừng buồn giận anh Nhu, vì tôi biết anh yêu thương vợ còn hơn cả tấm thân đài đọa một tên tôi. Chú là ai? Tôi là Hai Lộc, rất mến anh Nhu trong tình bạn lâu ngày. Chính hồi trước tôi ở trong băng của anh, chuyên đánh người bằng ông khóa giấy bù lon. Nhưng sau này tôi làm thợ sửa xe hơi, nghe lời anh làm ăn lương thiện, tôi đến đây là do lời anh dặn. Tìm chị giao khi anh dán đi rồi. Đừng, chú đừng nói gì với tôi, vì tôi đã có ý định rồi. Tôi cương quyết bỏ Sài Gòn về gia làm ăn và đoạn tuyệt với anh Nhu. Chị Giao, kìa, có chuyện gì mà con Giao tôi nó khóc chạy vô buồn, còn chú Lộc là đến đây. Dạ, anh Nhu bị bắt. Nó làm gì bị bắt? Sức mấy ba. Kìa Giao, con sức vali đi đâu đó? Anh Nhu giết người buôn lậu và bị bắt ở tù rồi. Trời đất, nên con định cha con mình bỏ Sài Gòn về Rạch Giá làm lấy nghề bán thuốc Sơn Đông để kiếm tiền lo sinh nữa. Trời ơi. Dạ, nếu chị Giao có đi đâu cũng xin nhận dùm tôi hộp thuốc của anh Nhu gửi. À, hộp thuốc Tây, tao nhớ mặt rồi. Thuốc dưỡng thai phải không? Dạ đúng, thuốc dưỡng thai. Không, cha con tôi chỉ quen xài thuốc Bắc, thuốc Nam, cao đơn quần tán, không thích hợp với thuốc Tây, chú cất đi. Phải, thuốc Tây uống vào phá bụng lắm, cất đi. Dạ không, tôi biết trong hộp thuốc Tây có rất nhiều thuốc Bắc của anh Nhu. Mua đủ hiệu để dành, vì anh rất quen ý của chị với gia đình. Vậy chị Giao nên vui lòng tiếp nhận. Có thuốc Bắc thì xài được Giao ơi, tội nghiệp thằng Nhu nết lòng thương vợ. Con đã nói không xin, ba đừng có lấy đại. Không lẽ cha con mình không lo thuốc được sao? Nhưng tao nghĩ thương cho thằng Nhu lắm nàng. Không phải nạn tai mà anh là thú phận.
Nhưng chị dâu ơi, dẫu bể nào đi nữa, chị cũng thương tình đừng bỏ thuốc của anh Nhu. Kìa cô giáo tính đi đâu mà sửa soạn sách đồ? Dạ con tính định giá từ ông chủ về quê. Ủa còn hai tấn lương mới mượn ràng ràng, bộ tính trốn về để giật luôn hay sao? Bộ ba có mượn sao ba? Thì tao với thằng Nhu mượn trước, đang cúng cô má mày ngoài nhà xe hôm trước đó. Còn ai đâu? Ba đi công việc, con ở nhà coi chừng họ trốn đó nghe. Chị Giao, em đã nghe tất cả. Không lẽ vì buồn mà chị tính trốn đi sao? Dạ không, vì tưởng không có thiếu tiền nên tôi tính về quê. Nay biết còn nợ nên cha con tôi sẽ ở lại làm trừ nợ. Phú Mai đừng lo. Không, em muốn hỏi cho biết mà thôi, chứ em không hề sợ mất tiền. Mà chỉ buồn vì xa chị. Cô thương tôi lắm sao cô má? Em thương chị bằng như chị ruột. Ở lại với em nghe chị. Vâng, tôi sẽ ở lại cho đến khi hết nợ. Ba, ba xách vali vô nhà bếp cất giùm con đi ba. À, đưa đây ta. Ê, trời, rồi vali sức nắp đổ hết đồ rồi. Kìa, có hộp thuốc gì? À, hộp thuốc dưỡng thai. Chắc thằng Lộc nó lén nhét vô vali rồi trốn mất. Để tao mở ra coi cái gì. Ê, trời, tiền. Trời ơi, tiền. Trời ơi, tiền mới tin mà nhiều quá rồi. Lại có một phong thơ. Đâu đưa Mai đọc giùm cho. Em Giao, anh trúng số được 100 ngàn, gửi hết cho em lo sinh nợ và tìm một chỗ ở với ba. Có dư tiền làm vốn buôn bán sinh nhai, để sau này cho con ăn học. Vĩnh biệt em, Nhu. Ba, ba ơi, con biết sự sao đây ba? Chị Giao ơi, đây là tấm lòng thương của anh Nhu để lại cho chị Giao xây dựng mái gia đình. Biểu lộ một tình mà yêu tha thiết chân thành, chỉ nên đón nhận bằng tình thương sâu đậm để kẻ ở tù với nhẹ nỗi buồn đau. Cử chỉ của anh Nhu làm cho Mai suy nghĩ nhiều hơn về hành động bỏ tay chiếu tôi. Có thể đây là hàm quan còn nhiều bí ẩn mà chị Giao nên tìm hiểu đến tương trong. Không, không có bí ẩn gì khi chính miệng anh đã thốt ra lời thú nhân rồi lặng lẽ ra đi. Với ngân lệ buồn chỉ khóc đành chia ly, lời lẽ vẫn lạnh lùng chia tay. Chỉ ngẩn ngơ gào khóc kêu trời, còn mong gì gặp gỡ không hẹn ngày nào hối ngộ. Hết tham chi tiền bạc của hai ta, quán hồn cho đau xót sự hy sinh. Anh hy sinh danh dự mình để làm điều thế gian kính rẻ. Em vẫn tin đến không nhận tiền này vì tôi cho là tiền bất chánh. Ba, ba hãy đem hộp tiền này qua nhà chú Lộc gửi trả lại đi ba. À, quan tài bất cứu mà, để ba đi. Mau đi ba.
Dạ, cậu ba và thầy Phong mới tới. Ờ, có cả cô Hường vợ tao. Dạ bà Lai, vợ cậu ba cũng sắp đến nữa nha mày. Mày sửa soạn bốn chỗ ngồi, mau đi mày. Dạ, có sẵn, mời hai thầy ngồi trước. Ờ, tao hỏi mày mấy tháng nay, tao cho mày về ở nhà này, mở gara sửa xe. Nè, có ai để ý đến sự ra vào của tụi tao không? Dạ, gara đắt khách, người ta ra vô với nồm nước à, có thấy ai để ý đâu. Tốt, mày ra làm bộ sửa xe tao, đón hai bà. Nè, có thấy gì khả nghi bóp kèn xe 3 tiếng. Dạ 3 tiếng. Nhớ tin 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 nghe chưa? Dạ quá rành. Ê mày, mày biết bà Lai vợ tao không mày? Bà nào mà mày thấy mập như voi đó, tóc bới kiểu lèo, mình mặc mini zip ra, chân mang guốc Sài Gòn, đó là bả nha mày. Kìa, vợ tôi tới. Siri. À, con voi tôi cũng tới rồi nữa kìa. Cha mặc mini zip coi bộ nắng ăn chân cẳng đen thùi á cưng ơi. Sí, người ta có màn dơ cào chớ bộ để nắng ăn sao mà thằng cho nên lo sợ bà già. Thôi mệt lắm quạt chút voi cho nên chó. Dạ dạ em quạt liền voi cứ thở đi voi. Việc hai ông bà làm hết nhắc voi á. Tới chỗ này đâu phải chỗ lý thôi mà hai người đi âu yếm công khai. Thì nói đi coi bàn bạc chuyện gì. Cứ mùi hoài ai nói cho vô. Thì đằng đó cứ nói đi, đằng này ta ngồi ta nghe. Tôi xin nói, lâu nay tôi là thuyền trưởng cánh buồm đen. Ê, công chuyện làm ăn của tụi mình làm gì có cánh buồm đen trong ta. Anh Ninh này ngu quá à. Cánh buồm đen là tiếng lóng để chỉ công cụ buôn bán phiện lậu của mình đó mà không biết à. Nói nhỏ nhỏ nói lớn ở tù à. Còn nhỏ này thì đừng ai sợ ở tù. Cha, chị làm như chị là trời á. Không trời gì mà đã giải thoát nổi chồng tôi nè. Và cả bọn mình trong tai biến khủng khiếp vừa qua. Khi cơ mưu bại lộ bị phát giác chiếc xe hơi, mình chở áo phiền dưới lường rồi bị chân đường bao vây. Trời ơi cái chuyện chị nói nghe qua phát sợ, đâu khuất kỹ lại đuôi đầu. Vì lẽ vì ông nội này lại sát nhân. Lúc đó thằng tài xế bỏ xe chạy trốn chui để thoát nạn. Nè, nó lại đến nhà tôi sợ bị chết chùm nên dụ nó ra đường giết luôn. Thấy không, cái chuyện lớn lao như vậy mà tất cả vẫn an toàn. Chỉ tôn có 100 ngàn là cái việc gì nó cũng xong. Chị làm sao giỏi vậy chị? Thì tôi bảo bà Lai, con voi của anh đó. Sao? Qua nhà ba tôi đưa biên nhận giả lấy của ba tôi chi phí 100 ngàn. Ờ thì vợ tôi lấy giùm chị. Rồi sao? Thì nhờ đó mà mày mới kiếm cớ lãnh luôn 1 triệu của bành kiên đó. Nhưng còn 100 ngàn nè, chị Hường làm cách nào trong sự phong và cả bọn này thoát tội đó? Mướn Nhu nhận tội và nó đi ở tù thế. Ở tù thế hả? Ờ. Ôi trời ơi hay quá. Vậy mà vợ chồng anh Phong và vợ tôi giấu tôi luôn cái chuyện này 7-8 tháng nay vậy hả? Hành tung bí mật mà anh nói lớn quá sổ khám sao? Ai? Dạ em thằng Lộc. Mày không ở ngoài xe mà đi đâu rình mò tí ghê quá vậy mày? Dạ em trở vô đây để lấy thêm cái mỏ lết đặng đem ra đường sửa xe cho bốn ông bà kịp lúc quay về. Xe nào hư đâu biểu làm bộ đứng gác cho tao. Nhưng mà ai chơi ác ôm len xì xẹp hết bung binh, nên em phải vô nhà lấy thêm mỏ lết tháo liền đem. Thôi đi đi mày, thằng quỷ nè. Xin cảnh giác mấy người, coi chừng thằng Lộc đó nghe. Sức mấy, người tin cậy của tôi mà. Thôi cái chuyện gì nói đại đi, nãy như sao quần què không bàn gì hết chứ chánh hội. Tôi nói vắn tắt là sau cái vụ bị đổ bể, muốn thằng Nhu ở tù, tụi này hết vốn và mất tinh thần, xin nhường cho vợ chồng ba Ninh làm thuyền trưởng cánh buồm đen. Đâu có được, khi ăn xôi thì mấy người ăn trót lọt, chừng chịu đánh thì bắt tụi này phải chịu hay sao? Không chịu thì thôi, tụi này về lo tiền chở chuyến hàng từ Lào về sắp tới. Tụi này nói chơi mà chị. Thôi, nói chơi hay thiệt gì thì tụi tôi cũng đuối. Hết hai ông bà, không chia một cách, không thi một đồng, đừng hòng tới lui những ai nhát gan ở không muốn ăn. Nếu anh với chị ở đời đoán hậu, bắt buộc chúng tôi phải kêu lính vô. Dám chết thì làm. Thôi chào mấy người nghe, chịu thua sao anh lính?
Thôi nhịn đi cưng ơi, bây giờ mình làm sao mình chạy tiền sang cái chuyến hàng này trước tụi nó là hay vậy hả? Vậy thì qua bành kiến. Đúng rồi. Đâu phấn son ở đâu? Ngồi đây sắn tuồng lại cho em, rồi em qua bành kiến kiếm vài chục triệu về chơi. Dư sức qua còn. Rồi ngồi bên bất giới anh nè. Rồi nè, để anh vẽ mô cho nhau. Sao muốn mô trái tim, trái ớt hay trái sầu riêng? Quy ai là trời đất ba ninh vẽ môi bả lại chết bụng rụng tay chân chân mặt xỉu rồi lại ơi. Trời ơi, cha bình kiên qua kìa. Đừng. Em cứ tự nhiên này, tự nhiên đi. Để anh rút lui cho. Lại, lại ơi, sao lại nở vụ tình kiên? Bộ hết chỗ sao mà lại nở ngồi trên bắp dê? Để nó trong tuồng dẻ mùi trái ớt, trái mít, trái cà. Thiệt là anh kiên nói hoàn cho em. Em đi kiếm anh, bước vô mới gặp anh làm mặt quào. Thiệt khổ cho Khoan, Kiên nói chơi gì chứ cưng lại hết sức. Nếu cưng lại thì Kiên làm ơn cho lại mượn đỡ 20 triệu đi. Trời đất, bộ muốn cho mình hả? Trời ơi, anh Kiên cứ nói xấu lại chết cho tôi à. Thôi đừng có chết. Vậy chơi biểu anh Kiên đặt điều nói xấu để vùi chung danh. Tại tôi thấy bà có chồng giàu, chắc là bạn phải có con. Chú xa lạ mà sao cứ cử chỉ quá sổ sàng vô lễ với tôi. Dạ xin lỗi bà, tại tôi đâm chìm trong dĩ vãng nên tôi muốn tò mò về dĩ vãng của bà. Thôi tôi mời chú đi khỏi nhà tôi. Bà đuổi tôi đi. Phải, tôi đuổi ông vì ở đây không có dĩ vãng, không còn dĩ vãng và không muốn nghe dĩ vãng. Bà không muốn nghe dĩ vãng, không muốn tìm dĩ vãng. Phải mà, dĩ vãng là ác mộng, nó chứa đựng toàn là những xấu xa bị ổi tội lỗi bất lương. Người ta luôn luôn nhìn dĩ vãng bằng những định kiến gớm ghê kia, chớ có mấy khi người ta chịu dối tay mời dĩ vãng trở về đây bằng những tình cảm thiết tha lưu luyến thuở ban đầu. Đi tìm xem dĩ vãng đáng thương hay đáng giận đáng buồn, kẻ làm xấu chẳng khác gì dĩ vãng, giàu nào thì đời cứ vẫn miệt khinh. Tôi khuyên bà nên suy nghĩ nhiều hơn, đi nhìn nét đẹp trong dung nhan cây son. Có nghị lực chịu nhiều nghị đau khổ, sao bà lấy đuổi xưa khi dĩ vãng quay về? Không, tôi không hiểu. Không hiểu gì hết những lời lẽ chú muốn nói với tôi. Tôi đã trốn bỏ Sài Gòn về xứ, dĩ vãng tôi nếu có thì nó ở Sài Gòn. Dĩ vãng của bà ở Sài Gòn. Dĩ vãng tôi toàn là tiếp nối những thế luôn tàn tệ, mà lòng tôi rất sợ. Chồng tôi gây tội ác chỉ vì tiền mà để chiếu đại nước. Rồi từ đó đến nay tôi cô độc bơ vơ, thương chồng lắm nhưng mà thù cũng lắm, nên tôi quyết chôn vùi dĩ vãng cho tâm hồn được thơ thơ yên vui. Bà nói thế thì ra bà đã có một đời chồng, mà sao tôi xem bà dường như sao không có được một đứa con. Con tôi không,
không có con. Ông đi đi đừng có hỏi nữa. Chị Giao. Kìa cô Mai, sao cô tới được đây? Em đi máy bay xuống Rạch Giá 2-3 bữa trước. Em đi với người chị bà con, nhờ ráng hỏi thăm nên em mới tìm được nơi này. Chị Giao có khỏe không? Từ khi cháu bé chào đời, lúc chị ở trên em không hay gì hết. Chừng biết chị sanh rồi thì chị dội về quê. Nay em đến thăm và cho chị món này đây, tuy nhỏ món nhưng đầy lòng thương chị. Vậy chị cất đi để dành nuôi cháu bé, đừng nghĩ gì chuyện ân nghĩa về sau. Chị nhận đi cho em vui, xin cảm ơn lòng tốt của cô Ma. Nhưng tôi không nhận gì. Kìa, chú này làm gì lẻn vô nhà tôi rồi chạy ra? Bọn trộm biết không? Ông trộm bình sữa của chị kia. Không không, dạ không. Thưa bà, tôi không phải là tên ăn trộm. Mà bà ơi, bà muốn mắng tôi là kẻ trộm thì tôi cũng xin. Giống như sự cam tâm của chồng bà hồi trước, nếu chồng bà không một lời biến bạch thì thằng này cũng ngậm miệng mà thôi. Còn bình sữa này tôi lấy ra đây cũng là để hỏi về con trẻ của bà. Khắp ngoài căn nhà trên chiếc vòng treo lơ lửng giữa căn nhà, chỉ có nơi góc bàn thờ bình sữa nhỏ mà tôi không mấy hề thấy dạng trẻ thơ đâu. Ông này nói láo, để em đi kêu lính bắt ổng. Bà, con bà đâu? Con bà đâu? Có phải chăng nó đã chết rồi hả? Vâng, con tôi chết. Ở nhà thương sau cái ngày tôi gặp ba của nó. Trời ơi! Ủa cái gì đây? Sao ông này xỉu? Nè Giao, dạ. Có mấy đứa ba tờ báo nói thằng Nhu được trăng an voi, chắc nay mai sẽ hết ở tù. Nhờ tôn có được vợ chồng ba nên do cô Hường khai ra. Bao còn nói rằng chính cô Hường xác nhận thằng Nhu chẳng tội gì, chỉ ở tù mương lấy tiền 100 để nuôi vợ nuôi con. Phải thi không hay người ta bịa đặt chưa, lẽ nào anh Nhu ở tù mương hay sao? Biết đâu chừng vì thương vợ thương con anh dám làm mà không quản tới thanh danh. Chú nói tôi nghe được nó vô cùng thương vợ. Nếu đúng thật như tin thì con thêm phố lý khi anh về một mặt. Nè, báo còn nói thủ phạm là Phong đang bị theo dõi. Thầy Phong! Chính tôi đã theo dõi, chụp hình và cho lính bắt hắn rồi. Vâng, và cũng chính tên Nhu này đây đã ở tù mướn cho tên Phong sát nhân buôn lậu đó. Ủa, ông này là thằng Nhu thiệt, là thằng rể của tôi. Dạ, Nhu, đây. Nhu anh Nhu. Em Giao. Nhu có em, bây giờ đây nè. Đó, đứng gần lại cho chụp cái hình đoàn tụ coi. Đứng gần lại đó, cười lên. Đó, chụp em. Đó, đứng gần lại. Xích vô đây, xích vô đây, xích vô đây. Cười lên. Mai, xích vô đây. Chụp cái cho rừng rỡ hoàng cà đào báo kèm đó nè. 1, 2, 3. Đó. Quý vị và các bạn vừa thưởng thức vở cải lương Sài Gòn Thác Bạc của soạn giả Thu An. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe trích đoạn Những cánh hoa lạc loài của soạn giả Trúc Thanh do hai nghệ sĩ Minh Dương và Hương Lan thể hiện. Thank you.
Tới đây, nhà hàng bưng thức ăn tới đây. Trời ơi, sao lại có một tô mì à? Còn cơm nguội này để làm gì? Có một tô mì là tại vì em còn có một gói mì à. Thôi vậy anh ăn đi, em không ăn đâu. Bảy à, hai đứa cùng ăn. Món ăn đặc sản. Em ăn hết mì thì cho anh nước. Thấy không? Nước anh bỏ cơm nguội vô, anh ăn vậy là xong. Anh Thái, em... Hả, em thấy không? Trời mưa, đốt đèn cầy, ăn cơm nguội mà uống rượu dâu. Dạ, hấp dẫn à ngang. Anh Thái, anh có nghĩ là chúng ta đã làm một việc hết sức sai lầm trong cuộc sống hay không? Nguyệt à, đó chính là nỗi đớn đau, là điều đã giằng xé trong lòng anh bao lâu nay. Phải chi mà hồi đó, em đừng vội vàng như thế. Đừng dội cuốn theo những cơn sóng tình ào ạt của anh Hoàng. Mà em hãy bình tĩnh để lắng nghe tiếng nói con tim mình. Ta đã không bé bàng gì duyên số hôm nay, để cho đắng cay bây giờ tồn tại mãi trong...
trong ánh sương mẹ bàng trong vắng. Em là vợ người ta là một điều chua xót, càng chua xót nhiều hơn khi chồng em là người bạn thâm tình. Hạnh phúc của em giống như là một bông hoa rực rỡ, nhưng nó lại nở trái mùa nên từng cánh đã rủ rơi. Anh thì lại là kẻ đứng nhìn hoa rủ cánh tàn, nhưng mà lại không được quyền dung phong tưới nước. Để rồi cánh hoa kia bị dập dùi trong tháng ngày trong vắng, bằng sự hững hờ lạnh nhạt của chồng em. Dù đã khép lòng để làm một người vợ thủy chung, nhưng cũng không thoát khỏi những phút giây bàng hoàng. Và chăm sóc cho em nữa. Anh hiểu, anh hiểu lòng em Nguyệt à. Nguyệt ơi, nhưng anh không thể nhắm mắt làm ngơ trong khi em cần sự chăm sóc tận tình mà hòa lại. Mười tám năm qua em nằm yên dưới lòng đất lạnh.
tôi cảm thấy em còn đang lẩn khuất trong đây. Nguyệt ơi, tại sao tôi và em không được hạnh phúc bên nhau, dù biết rằng yêu nhau nhiều lắm. Để rồi đêm từng đêm về trong giấc ngủ cô liêu. Em lại về đây với đôi mắt xa vời. Em có oán giận tôi không mà phốt chẳng một lời. Rồi lắm Trâm Anh. Cháu Trâm Anh, bấy lâu nay cháu vẫn khỏe chứ? Mười mấy năm trời xa cách, gặp nhau bác chỉ có một câu hỏi nhạt nhẽo như vậy thôi sao? Bác không dồn dã hỏi tôi mười mấy năm qua tôi sống ra sao, hạnh phúc như thế nào, và tận hưởng những vinh hoa phú quý gì trong cuộc sống? Trâm Anh, con đừng trách bác. Làm sao mà trách bác được? Vì thật ra bác đâu có trách nhiệm gì đối với chúng tôi. Mà thôi, hôm nay tôi đến đây không phải để trách hờn hay hàn huyên chuyện nhân tình ấm lạnh, mà tôi đến đây là để hỏi bác một câu chuyện duy nhất mà tôi quan tâm suốt mười mấy năm rồi. Tôi muốn biết các em của tôi hiện giờ ở nơi đâu, và đời sống chúng nó sướng khổ đến thế. Con hãy ngồi xuống rồi mình hãy nói chuyện. Ngồi nói chuyện với bác, tôi không có muốn ngồi. Nhưng gia đình tôi, bác là kẻ giết người, giết cha mẹ tôi, lại còn phá hoại gia ca. Bây giờ tôi xin bác hãy tỏ tường sự thật. Trâm Anh, hãy để cho bác dằn cơn xúc động. Tôi thấy có gì đâu mà, bác quá bi thảm. Khi bác nói xong rồi tôi sẽ đi ngay. Bác cũng chẳng biết chúng hiện ở nơi nào, bác không biết cả con ở nơi đâu. Mấy năm trước đây bác có đi tìm, ông Dương của con bảo là con đã trốn đi. Trời ơi, ông là con người mà mang trái tim của loài quỷ dữ, gieo rắc tai ương làm điều gian ác. Để chị em tôi mỗi đứa một nơi mang đời phiêu bạc, biết phải làm sao tìm lại thâm tình. Ông rảnh nợ với chúng tôi, nhưng ông đâu có rảnh với cái tội của mình. Ông phải
phải sống với niềm vui hở, giết hai mạng người và ba cuộc đời chịu cành lông đông. Có năm án mạng trong lương tâm ông, ông có khổ đau chăng khi lòng nhân chớ bừng cướp dây. Miệng thế gian ông cố che cố đầy, nhưng không thể thoát qua sự đại đoạn linh hồn. Đêm về ông có ngủ được không? Tôi nghĩ là không. Làm sao ông yên giấc được khi lương tâm của ông bị dài dòng câu xe? Chỉ có trời mới biết thân phận của hai em tôi hiện giờ ra sao. Trời biết ông đã đại đọa chúng tôi và cuộc sống như thế nào. Tất cả đều do ông, do ông. Trời ơi! Ông biết không? Từ lúc chị em tôi bị ông chia cắt với tôi, thì cuộc đời này chẳng còn nghĩa lý gì đâu. Nhưng tôi vẫn nhớ kêu gào hối hận của bác đâu. Bởi vì còn một sự thật mà bác không thể nào ngờ được. Đây là quyển nhật ký, là nguyên nhân sự thật đã dẫn đến sự tan nát của gia đình tôi. Bác hãy đọc đi rồi bác sẽ rõ. Trâm Anh, Trâm Anh. Trời ơi, thật không ngờ sự thể lại trớ trêu gì. Mình lại có thai. Một người vợ có chồng thì chuyện có bầu và sinh con trước mắt mọi người là lẽ thường tình. Nhưng trời ơi, có ai biết được đó là giọt máu đã tưởng hình trong những phút yêu lòng, những phút đam mê cuồng dại. Càng cay đắng hơn khi người chồng vô tâm ấy cứ tưởng mình một lần nữa sắp làm cha. Trời ơi! Thái ơi, chắc anh không bao giờ ngờ được trên cuộc đời này anh còn có một đứa con. Một giọt máu đã tưởng hình sau lần ái ân dụng trộm, tưởng hình trong cây đêm mưa gió đó. Trời ơi, trời ơi, tôi là một kẻ mất hết lương tri. Từ bấy lâu tôi luôn tự hào mình là một con người đạo đức, là một người quân tử. Trời ơi, trời ơi, một con người quân tử vậy mà tôi không dám nhận những đứa trẻ thơ khốn khổ đó về nuôi dưỡng. Tôi lo sợ cho hạnh phúc gia đình,
tôi đã đẩy những đứa trẻ thơ ngay vào con đường lương lạc. Mà giờ đây hình phạt khủng khiếp là trong đó có cả con tôi. Nguyệt ơi, em hãy tha tội cho anh. Hòa ơi, hãy tha lỗi cho tao. Trời ơi, con tôi. Chương trình sân khấu cải lương của Đài Phát thanh Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào quý vị và các bạn. Chương trình ca nhạc giới thiệu những ca khúc mang âm hưởng dân ca.